Vâng, xin chào bác, chào nha. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em đang có 4 em bang hàng hoàn về đấy các bác. Hàng hoàn về thì nó sẽ bị có em rách hộp, có em thì có phụ kiện khách mở ra nhưng mà quên bỏ lại. Thì đây em đây làm thanh lý cho bác nghe. Có thể nhìn sơ qua đây em có 4 mẫu đúng không ạ? 4 em luôn. Nick FX60 Plus này. Em NS S888, một em JBL S8 bản đèn xanh dương này. Đây là bản đời đầu đấy các bác. Và một em JBL T20 Pro. Em đem thành lý cho bác nghe. Đây đầu tiên là với em Lex 60 thì đây là hàng hoàn về đây các bác, nhìn thấy hộp sách nhăn nheo đây rồi nhá. Thì em sẽ thành lý cho bác anh em luôn. Đây các bác nhìn này. Quay cụ thể với hình thức cho bác anh em luôn, không để cho bác anh em có lấy về thì quay cho anh em cảnh bên trong. Kiện vẫn còn các bác nhá. Kiện vẫn còn này, dây nguồn. Kiện gần như vẫn còn nguyên. Nguyên là máy cho các bác anh em luôn. Mẫu NX60 Plus này, hàng chuẩn loại 1, nút mềm, đèn sáng ở đây các bác nhá. Hàng chuẩn loại 1 luôn. Dâu Bluetooth là dâu liền. Em này em thanh lý luôn cho bác anh em, một em này hàng hoàn về thì nguyên giá máy luôn. Em thanh lý cho bác anh em với giá là 850.000 đồng. Đấy, thanh lý luôn cho anh em nhé. Có một em thôi, còn anh em là yêu cầu lấy hàng mới thì bác thì liên hệ trực tiếp qua cho bên em. Thì em sẽ gửi hàng mới cho bác anh em. Tất nhiên là hàng mới thì sẽ giá khác rồi các bác ơi. Đấy, thanh lý cho bác anh em nhé. Quay mặt trước và sau cho anh em luôn này. Lex 60 Plus. Và bên dưới thì các bác có thể nhìn thấy luôn là một em vang cơ lai số rất là quen thuộc các bác anh em luôn. Vàng LS S888. Mẫu này thì em vẫn có hàng mới đủ phục cho bác anh em. Đây, quay lại cho bác anh em về hình thức một chút. Đây là về bác khách bác ấy mở ra. Mở ra bác xé hộp này. Bác em đấy, phụ kiện của em thì phụ kiện bác cũng còn để nguyên này. Hàng này đôi khi anh em kiểm tra nhưng mà anh em có một cái ý kiến hơi nhỏ nhỏ một chút về những dòng mới này thì về cái cân nặng của nó thì không thể nào bảo nặng như những cái con vang cơ phổ thông. Bản thân so với Lex FX60 thì với những em vì mạch đời mới này thì nó sẽ không nặng như kiểu Lex FX60 chẳng hạn. Anh các bác về bác mở ra bác cầm cái máy bác bảo là nhẹ quá, hàng này bác không nhận. Này rách cả hộp ra luôn. Rồi em quay cho ba anh em rồi. Thôi em này thì em về em thanh lý luôn cho ba anh em nhé. Thanh lý một em này thôi. Đầu tháng thanh lý luôn cho bác anh em. Về anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua bên em. Mà giá của em vang NS88 này thanh lý luôn cho bác anh em. Giá máy là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng nhé. Máy vẫn còn mới nguyên các bạn. Hộp thì coi như tính là hộp xấu hay là không hộp đi. Hộp rách như thế thôi, không tính là hàng nguyên hộp được. NS888. Một em thôi các bác nhé. Chỉ duy nhất một em thôi ạ. Ở bên dưới thì các bác có thể nhìn thấy tiếp tục là có em vang JBL S8 Plus bản đời đầu đây. Bản đời đầu này thì em thanh lý luôn cho bác anh em luôn. Với bản đời đầu này thì nó sẽ không có chip nhớ như bản mới. Về sau với cái nút đèn màu xanh lá cây đúng không anh? Màu đèn đây này. Hai cái màn hình nó màu xanh, còn đây là bản đời đầu màu trắng. Nếu anh em không quan trọng về cái vấn đề cái chip nhớ ở các chế độ cổng đầu vào này thì em thanh lý luôn cho bác anh em mẫu JBL S8 Plus này với giá là 850.000 đồng thôi. Thanh lý luôn cho anh em luôn nhé. 850.000 đồng cho một em JBL S8 ở đời đầu này. Còn mà bản sau thì nó có đã có chip nhớ rồi. Nếu anh em có nhu cầu thì bác có thể liên hệ bên em. Rồi ở bên dưới nữa thì chúng ta sẽ thấy một em T20 Plus. JBL T20 Plus. Hàng này thì đây các bác có thể nhìn này. Hộp thì nó gửi đi về đây, nó bị rách hộp rồi. Và còn cả cái điều khiển nữa cơ. Gửi đi gửi về nó còn vỡ cả mất cái điều khiển này. Vỡ cả cái điều khiển này luôn. Các bác nhìn thấy không? Nếu các bác nhận hàng bình thường vào, nếu mà không quăng cột nào về đây, vận chuyển về thì nó sẽ có những trường hợp này. Bên em đều phải test lại cẩn thận hết cho bác anh em. Máy vẫn đang hoạt động bình thường. Cái này thì nó bị vỡ cái khiển này rồi. Thì em thanh lý luôn cho bác anh em T20 Pro này. Thanh lý luôn cho anh em là 1 triệu đồng thôi. 1 triệu đồng cho em JBL T20 Pro. Ở 3 mẫu này NS88, JBL S8 hay là JBL T20 Pro thì đều là vang cơ lai số và có revert các bác nhá. Tất cả những 4 em thanh lý này thì em đã đều test rồi. Đấy, em đều test cẩn thận cho bác anh em vẫn hoạt động bình thường và vẫn bảo hành bình thường cho bác anh em. Các bác anh em có nhu cầu về sản phẩm nào thì bác có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của bên em để chốt đơn các bác nhé. Về những mẫu này thì số lượng hiện tại là mỗi mã chỉ có một em thôi, nên anh em có nhu cầu thì các bác gọi điện
sớm lên cho bên em các bác nhé. Anh em đang xem video thì nhớ cho nút like, đăng ký kênh.